Alleluia, Chúa đã sống lại. Chúc mừng phục sinh, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, Chúa đã sống lại, đã trỗi dậy từ cõi chết sau những nhục hình và khổ nạn. Chúa đã sống lại. Trong niềm hân hoan này và trước khi bước vào chương trình thánh ca hôm nay, Kim Thúy mời quý vị theo dõi lời chúc mừng phục sinh của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Ngài là linh mục linh hướng cho giờ thánh ca của chúng ta trong suốt 15 năm qua. Kim Thúy mời quý vị. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng tôi là linh mục linh hướng của chương trình Dân Chúa Đời Con phục sinh 2022 trở lại với chúng ta với tinh thần tưng bừng náo nhiệt. Sau 2 năm có những con Covid, nhưng mà bây giờ dân chúng đã trở lại và mọi người rất là nô nức. Xin chờ Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý ông bà và anh chị em trở về để mừng lễ phục sinh. Chúa đã sống lại và Chúa đã sống lại, Chúa đã ra khỏi mồ. Thì chúng ta cũng cần phải ra khỏi mồ e ngại, mồ lo sợ Covid. Để rồi chúng ta tưng bừng với nhau mừng lễ Chúa phục sinh mỗi ngày Chủ nhật. Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em và chúc lành cho con dân nước Việt Nam của chúng ta, và cảm ơn sự tích cực ủng hộ quý ông bà và anh chị em cho chương trình Dân Chúa Đời Con. Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Chúc mừng phục sinh. Quý vị vừa theo dõi lời chúc phục sinh của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Ngài hiện là linh mục chánh xứ giáo xứ Blessed Sacrament, giáo phận Orange, tiểu bang California. Thưa quý vị, lễ phục sinh là lễ quan trọng nhất của người Kitô giáo chúng ta. Ai cũng có ngày sinh nhật. Các nhân vật quan trọng trên thế giới cũng được nhớ đến với ngày sinh của họ. Duy chỉ riêng Chúa Giêsu được kính nhớ đến và kỷ niệm cả hai ngày. Sinh nhật của Ngài và ngày Ngài sống lại từ cõi chết. Vâng, Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết vào ngày thứ ba, sau khi đã chịu khổ hình, đã chết thật và đã được mai táng trong mộ. Chúa đã trỗi dậy cũng với thân xác còn mang đầy vết thương. Có lẽ đây là một việc khó chấp nhận với những người chưa có đức tin, nhất là với những người duy vật. Với chúng ta, những người có niềm tin, đón nhận phục sinh với tất cả những hồng phúc mà phục sinh đem lại cho chúng ta. Trong tâm tình này, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Alleluia hát lên người ơi, một sáng tác của linh mục Thành Tâm qua sự trình bày của ca sĩ Lý Mai Trang và ca đoàn Saint Michael. Thưa quý vị, bài Alleluia hát lên người ơi, Chúa sống lại rồi, được sáng tác từ rất sớm, khi linh mục Thành Tâm còn đang học ở Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. Trong khoảng thời gian này, Ngài được thúc đẩy bởi ý nghĩ, tại sao ta không bắt chước linh mục Aimé Duval, là người đã có sáng kiến, sáng tác nhạc vào đời, vào thập niên năm 1950, và nhóm Hallelujah do một số thầy của Học viện Dòng Chúa Cứu Thế thành lập ở Canada, với ý hướng đưa đạo vào đời vào thập niên năm 1960, mà sử dụng loại nhạc đời, chữ đời được bỏ trong ngoặc kép, thưa quý vị. Loại nhạc mà giới trẻ rất ưa thích để truyền đạt cho họ tư tưởng và tinh thần Kitô giáo. Thế là những bài hát vào đời đầu tiên được sáng tác như là một hình thức mục vụ tiếp cận giới trẻ rất hiệu quả để đưa đạo vào đời, thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng với sinh viên Đại học Công giáo và với các bạn trẻ khác, như là họp nhau trong khúc hát Vào đời, Alleluia hát lên người ơi, Tìm lại màu xanh, Trên đường Emmaus, Vui ngày trở về, Xuất hành, vân vân và vân vân. Và bây giờ Kim Thúy mời quý vị cùng thưởng thức và hiệp ý.
Vừa hiệp ý cùng với ca sĩ Lý Mai Trang và ca đoàn Saint Michael trong nhạc phẩm Alleluia hát lên người ơi, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm. Kim Thúy mời quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Trở lại với giờ thánh ca dân Chúa đời con, thưa quý vị. Mùa phục sinh bắt đầu từ Chúa Nhật phục sinh và kéo dài 50 ngày là cho đến ngày lễ hiện xuống. Lễ phục sinh luôn rơi vào một Chúa Nhật giữa 22 tháng 3 và ngày 25 tháng 4. Và đặc biệt hơn nữa, những giáo dân khách hành hương tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật phục sinh sẽ được Đức Thánh Cha ban cho ơn toàn xá Urbi et Orbi. Này, nhờ vào kỹ thuật truyền thông tân tiến, phép lành Urbi et Orbi sẽ được ban cho tất cả chúng ta, những người theo dõi qua các phương tiện truyền thông, với hiệu quả là được xóa hết các hình phạt tạm thời do tội lỗi của bản thân mình. Điều kiện để nhận ơn toàn xá này là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Sáng nay, vào lúc 3 giờ sáng giờ California, từ Ban Công Chính Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép lành này. Giờ đây Kim Thúy xin gửi đến quý vị ít hình ảnh. Mời quý vị theo dõi. Và giờ đây, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi and Orbi cho Roma và toàn thế giới với ơn toàn xá. Il Santo Padre Francesco. Tiếp đến là Đức Hồng y Renato Martino, trưởng đảng phó tế công bố. Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá cho những ai đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như cho những người đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông như đài phát thanh hay truyền hình, cũng như các phương tiện truyền thông mới với các điều kiện theo thông lệ là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Preghiamo Dio onnipotente. Chúng ta hãy khẩn nài, xin Chúa toàn năng cho Đức Thánh Cha được khang thăng, khả năng thượng tọ, khả năng trưởng thọ trong việc hướng dẫn cai quản hội thánh và cùng cầu xin cho sự bình an và hiệp nhất của giáo hội trên khắp mặt địa cầu. Giờ đây Đức Thánh Cha đọc công thức ban phép lành toàn xá. Kính mời quý vị sốt sắng hiệp ý lãnh phép lành của vị cha chung. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Paulo là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời chuyển cầu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Michele, của Thánh Gioan Baptista và các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuốt ban ân xá, tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cũng như được kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Et benedictio Dei omnipotens. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha vừa ưu ái ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, tất nhiên cũng cho mỗi người chúng ta là những người đang tham dự qua màn ảnh nhỏ này. Như quý vị thấy, sau khi nhận phép lành, quả quảng trường Thánh Phêrô như vỡ òa trong niềm vui với sự hoan hô vang dậy của đông đảo các tín hữu. Trong bầu không khí hân hoan này, cách nào đó, mỗi người đều cảm nhận được niềm vui mừng hạnh phúc của Thiên Chúa phục sinh trong ngày trọng đại hôm nay, cũng như tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua hình ảnh gần gũi và đáng mến của Đức Thánh Cha Francisco. Trực tiếp của ban phép lành của Đức Thánh Cha Urbi et Orbi. Chương trình trực tiếp này được thực hiện bởi Vatican News tiếng Việt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, mùa chay đã kết thúc, mùa phục sinh lại bắt đầu. Mọi nghi thức phụng vụ cũng như tâm tình chay, hãm của chúng ta sẽ trở lại với các kiểu cách bình thường, thông thường như mọi khi. Với những hình ảnh thường này, liệu chúng ta có còn giữ lại trong chúng ta những quyết tâm xa rời tội lỗi, quyết tâm nên thánh trong cuộc sống như những ngày chay tịnh vừa qua không? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân, là ánh sáng, là nguồn hy vọng vô biên của chúng con. Trong tâm tình này, Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý với Diễm Thúy, Thanh Liêm, Hồng Lan và Kim Phượng trong nhạc phẩm Biết Chúa, Biết Con, một sáng tác của Linh Mục Ấn Đức với tiếng đàn piano của nhạc sĩ Chí Thiện, guitar của Anh Danh và Ngô Thành. Kim Thúy mời quý vị. Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn đời.
Thưa quý vị, chương trình Thánh ca của chúng ta xin được tạm ngừng nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là hệ thống chợ Tam Biên đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ Thánh ca này. Xin quý vị tiếp tục cầu xin Chúa Phục Sinh giúp đỡ nhân loại khổ đau, xua trừ cái ác của đại dịch và chiến tranh này. Và xin mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta mọi điều tốt đẹp cần thiết cho ơn cứu rỗi và ơn thánh hóa chúng ta. Kim Thúy kính chúc quý vị một đêm an lành và một mùa phục sinh thật thánh thiện. Và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dân Chúa Đời Con vào tuần sau. Alleluia!